Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Hải Chiều nha anh em. Thì ngày hôm nay công ty ô tô Phú Cường và Hải Chiều chuẩn bị bàn giao một xe tải Hyundai anh em với tải trọng là 1,5 tấn về Kiên Giang cho anh khách hàng. Thì đang đợi anh khách hàng lên và Chiều sẽ bàn giao cái xe Hyundai này về Kiên Giang cho anh. Và nói chung là anh em nào mà mua xe thì nhớ ủng hộ cho Hải Chiều và công ty ô tô Phú Cường nha anh em. Thì Chiều chúc anh khách hàng ở Kiên Giang này là làm ăn thật là nhiều may mắn và sẽ ủng hộ Hải Chiều thêm được nhiều con xe nữa. Đó, thì đây Chiều đang chuẩn bị nè, làm cái bản lễ bàn giao xe. Xe này có biển số nè anh em, 6802495 anh em. Đó, thì Chiều hôm nay thì thứ nhất là muốn quay về cái chuẩn bị, theo tác cái chuẩn bị bàn giao xe và quay về xe anh em. Thì con này là con Hyundai với số lại là H150, con này thì là 1,5 tấn anh em. Đó, con này thì Chiều anh khách hàng này ảnh mua về Kiên Giang để chở hàng anh em, ảnh lấy thùng kính anh em để anh chở hàng những cái thực phẩm khô đó. Đó, con này thì với dung tích máy là 2,5 anh em, giá hiện tại của nó bây giờ á, đối với xe thùng bạc á, là 445 triệu. Xe thùng đang có chương trình khuyến mãi 13 triệu dành cho tất cả anh em. Đó, còn mà thùng kính thì sẽ cao hơn xe thùng bạc khoảng là 5 triệu nha anh em, sẽ là 450 triệu nha anh em. Đó, thì anh em nào mà mua xe này thì anh em chuẩn bị trước cho Chiều khoảng tầm 130 là có thể nhận xe rồi. Thủ tục thì cần chứng minh sổ khẩu đăng ký kết hôn và làm ngân hàng thì trong vòng khoảng là 1 đến 5 ngày là có thể ra thông báo anh em. Đó, anh em nào mà đang muốn quan tâm đến dòng sản phẩm Hyundai thì Chiều có hết. Những cái dòng như H150 nè, N250 nè, 75S nè, đó từ 1,5 tấn, 3,5 tấn và nhiều dòng khác nữa. Đó, đây logo Hyundai anh em. Đèn halogen xi nhan, dưới đây đèn cản anh em ạ. Đó, đây số loại New Boxer 150 anh em. Con này thì là hai bánh trước là bánh lớn anh em và bốn bánh sau là bánh nhỏ nên nó sẽ sử dụng hai cái lớp sơ cua nha anh em. Đó anh em. Đó, thùng thì bên Chiều đóng cho anh em là thùng kín anh em, thùng kín có cửa hông. Đó, nhiều anh em mua xe thùng kín anh em cứ sợ là đóng sẽ không có cửa hông, nhưng mà Chiều sẽ đóng thùng theo yêu cầu của anh em. Khi nào mà anh em yêu cầu không có cửa hông á thì Chiều sẽ không đóng cửa hông. Bình thường những cái dòng xe thùng kín bên Chiều đóng sẽ có cửa hông cho anh em nha. Đó, con này với vách ngoài là inox nè, vách trong là tôn kẽm, sàn là sàn sắt anh em. Đây Chiều sẽ mở cái thùng cho anh em xem. Đó, xe này vẫn còn mới nên nó vẫn còn rít nè. Đó anh em, đây sàn thì là sàn sắt nè, sắt nè anh em. Đó, vách trong là tôn kẽm anh em. Đó, anh em thấy không, ở giữa là mút xốp. Đó, Chiều gọi là anh em biết giữa là mút xốp nha anh em. Đó, con này với Chiều dài thùng là 3,2 m anh em. Đó, 3,2 m thì anh em mà chở mua 1,5 tấn thì trên thị trường bây giờ có rất là nhiều dòng như là Terra 150, 180 và dòng Hyundai này anh em. Thì nếu mà mua chính hãng thì anh em mà thích Hyundai á thì anh em cứ liên hệ cho Hải Chiều. Đó, con này thì 6 bánh không bằng nhau nên nó sẽ sử dụng hai lớp sơ cua nè anh em. Anh em thấy không? Con này thì là xe đời 2022 nha anh em. Đó. Đó, anh em thấy không? Hai bánh sơ cua. Đây về đằng sau nè. Sau con này thì đằng sau sử dụng hai cửa mở nè anh em. Đó anh em. Đó, sử dụng hai cửa mở. Và chuẩn bị tí nữa Chiều sẽ vệ sinh cái phần này cho anh khách hàng để anh lên nhận xe cho vui vẻ nha anh em. Đó, tại vì anh em nào mà mua xe bên Hải Chiều á là anh em sẽ được Hải Chiều làm một cái YouTube gọi là vui, mình lên TV anh em và tặng cho anh em bó bông, anh em đem về anh em tặng cho vợ. Đôi khi là tình duy những cái món quà nhỏ nhỏ vậy á, nhưng mà đôi khi là chân tình á, mình gửi đến cho nhau anh em. Đó, con này thùng kính thì đây làm thứ ghế cái này nè, đó là hai cái đèn sau đó anh em. Bây giờ mình sẽ lên phần nội thất đi anh em. Con này là sử dụng là ghế da 3 chỗ ngồi trong cái phân khúc 1,5 tấn thì dòng Hyundai này là được sử dụng là ghế da 3 chỗ ngồi anh em. Đó, vô lăng thì vô lăng 2 chấu logo Hyundai nè anh em. Con này thì có máy lạnh, radio, LC.
đó anh em. À còn một cái chi tiết này Chiều muốn lưu ý cho anh em, tại vì á anh em mua xe tại Hyundai á, ở tại công ty ô tô Phú Cường Hải Chiều á, thì Hải Chiều sẽ vẫn giữ lại cái phần option radio này cho anh em nha. Còn mà nhiều chỗ anh em mua á, là nó sẽ cắt mất cái phần option này và nó sẽ để ở đây là một cái ô trống không có cái gì hết đó. Đây tuy á, không bao nhiêu tiền hết nhưng mà Chiều sẽ giữ lại cho anh em tài xế, tại vì mấy cái này nè để cho anh em mình đi ngoài đường á, mình có thể nghe đài radio, biết những đoạn nào kẹt xe và những đoạn nào mà không kẹt xe anh em, và mình có thể nghe nhạc nữa đó. Con này thì có máy lạnh theo xe luôn đó, nên nó có nhiều chỗ cắt mất cái phần này nè anh em đó. Đôi khi nhiều anh em hỏi ở Chiều là tại sao bên em có mà nhiều chỗ lại không có, thì đó là Chiều cũng nói thẳng, tại vì cái này là Chiều vẫn giữ lại cho anh em chứ Chiều không có tháo ra. Nhiều chỗ là nó sẽ tháo ra và nó cắt đi cái option này của anh em nha. Đó thì con này là Chiều vừa đề máy rồi anh em, nghe tiếng máy rất là êm. Về trong phân khúc mà xe tải mà 1,5 tấn thì Hyundai sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Xe chạy rất là êm luôn, chạy như xe du lịch. Đôi khi anh em chạy trên đường mà cái tiếng máy nó êm quá anh em còn buồn ngủ luôn anh em. Đó nó không có kêu to và kêu gắt giống như những cái dòng xe như là Isuzu đó anh em. Đó, con này thì đây là đồng hồ vòng tua, để đồng hồ này, đồng hồ km, đây đồng hồ nhiên liệu, đồng hồ nhiệt độ kích nước, đồng hồ điện tử đó anh em. Đó. Thì con này thì anh em chỉ cần đưa trước cho bên Chiều khoảng là 130 thôi anh em là có thể nhận xe rồi. Đó, thì thủ tục chứng minh sổ khẩu, đăng ký kết hôn và độc thân á anh em, Chiều cũng nói đầu video. Anh em nào đi ngang qua kênh của Hải Chiều á, hãy để lại cho Hải Chiều một bình luận và một đăng ký kênh nha anh em. Và bây giờ Chiều chuẩn bị vô lấy giấy tờ. Đó và lấy giấy tờ và chuẩn bị bàn giao xe nha anh em. Đang đợi anh khách hàng anh lên, anh hẹn thì bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ là 4 giờ rồi, khoảng 5 giờ là anh sẽ lên tới nơi. Anh từ Kiên Giang anh lên đó anh em. Thì anh em nào quý hãy ủng hộ cho Hải Chiều và nhớ đăng ký kênh nhà Hải Chiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.